Phụ lục 1 một, một số thuật ngữ tiếng Pali Tiếng Việt sử dụng trong tập sách này Panchakanda Năm uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana Sắc uẩn Rupakhanda, gồm bốn đại: Patavi địa đại hay yếu tố cứng và mềm, Apo thủy đại hay yếu tố kết dính, Vayo phong đại hay yếu tố chuyển động và Tejo hỏa đại hay yếu tố nhiệt hay động năng và những đặc tính vật chất xuất phát từ chúng. Thọ uẩn Vedanakanda bao gồm thọ lạc sukha, thọ khổ dukkha, thọ xả upekha. Tưởng uẩn Sanyakanda gồm rupa sanya sắc tưởng, sadda sanya thinh tưởng, ganda sanya hương tưởng, rasa sanya vị tưởng. Phothapa Sanya, xúc tưởng và Dhamma Sanya, Pháp tưởng. Hành uẩn Sankarakanda bao gồm 52 tâm hành hay tâm sở trừ thọ và tưởng. 50 tâm hành còn lại gọi là hành uẩn. Thức uẩn Vinyanakanda bao gồm nhãn thức chakku vinyana nhĩ thức sota vinyana tỷ thức gana vinyana thiệt thức jivha vinyana thân thức kaya vinyana ý thức mano vinyana mười hai xứ ayatana gồm sáu nội sứ và sáu ngoại sứ. Sáu nội sứ bao gồm Nhãn sứ Chakha Yatana Nhĩ sứ sota Yatana Tỷ sứ Gana Yatana Thiệt sứ Jipha Yatana Thân sứ Kaya Yatana và Ý sứ Mana Yatana sáu ngoại xứ bao gồm rupa yatana sắc xứ sada yatana thinh xứ ganda yatana hương xứ rasa yatana vị xứ Phothappa yatana xúc xứ và dhamma yatana pháp xứ pháp xứ thì bao gồm 52 tâm sở, 16 sắc tế, niết bàn và những khái niệm bốn thánh đế Arya Satcha bao gồm khổ đế Dukkha Satcha trong đó gồm 81 tâm hiệp thế Lokiya mươi 51 tâm sở chitasika ngoại trừ tâm sở tham tập đế hay nhân sanh khổ Samudaya Satcha gồm tâm sở tham Lofa cetasika diệt đế Nirodha Sakya, đạo đế Magga Sakya. Bốn lậu hoặc Asavas, gồm dục lậu Kama Sava, hữu lậu Pava Sava, kiến lậu ditha Sava, vô minh lậu Avicca Sava, bốn bọc lưu oga gồm kamoga dục bọc lưu hay dòng nước xoáy của tham dục pha voga hữu bọc lưu tức dòng nước xoáy của tham muốn được tái sanh vào các cảnh giới cao hơn trong kiếp sau dithoga kiến bọc lưu hay dòng nước xoáy của kiến chấp sai lầm xuyên tạc sự thật đó là chấp thủ ngã kiến thường kiến, đoạn kiến và 60 loại tà kiến khác. Avijoga, vô minh bộc lưu Tức dòng nước xoáy của vô minh không hiểu biết tứ thánh đế. Bốn thủ Upadana Gồm padana dục thủ, tức sự chấp giữ vào các dục lạc, thế gian. padana kiến thủ, tức sự chấp giữ vào những quan kiến sai lầm, điên đảo. Silapatupadana, giới cấm thủ, tức sự chấp giữ vào những giới điều và pháp hành sai lạc. Atavadupadana, ngã luận thủ, tức sự chấp giữ vào những lý thuyết về tự ngã. Năm triền cái, Nivarana, gồm dục tham triền cái, Kamachanda Nivarana Sân triền cái Vyapada Nivarana Hôn trầm thủy miên triền cái Thina Midda Nivarana Trạo cử hối hận triền cái Udacha Kukucha Nivarana Hoài nghi triền cái Vichikicha Nivarana Vô minh cái Vô minh triền cái Avichani Varana tùy miên hay thất tùy miên anusayas là những trạng thái ác ngủ ngầm hay những phiền não ngủ ngầm gồm dục ái tùy miên kamara ganusaya hữu ái tùy miên favara ganusaya khát khao những hiện hữu mới trong kiếp sau sân hận tùy miên pati ganusaya ngã mạng tùy miên mana nusaya tà kiến tùy miên ditha nusaya hoài nghi tùy miên vichikita nusaya vô minh tùy miên avishanusaya mười kiết sử samyojana gồm kama raga samyojana dục ái kiết sử ruparaga samyojana sắc ái kiết sử Paraga Samyojana Vô sắc ái kiết sử Patiga Samyojana Sân hận kiết sử Mana Samyojana Ngã mạng kiết sử Silapata Paramasa Samyojana Giới cấm thủ kiết sử Vichikicha Samyojana Hoài nghi kiết sử Uddacha Samyojana trào cử kiết sử avicca samyojana vô minh kiết sử mười phiền não kilesa gồm lofa tham dosa sân moha si mana mạng dithi tà kiến vichikicha hoài nghi thinamida hôn trầm thủy miên Uddacha trào cử Akhirika vô tàm, Anotapa vô quý. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo Bodhipakkhiya Dhamma gồm bốn niệm xứ Satipatthana, bốn chánh cần Samapatthana, bốn như ý túc Idipada, năm căn Indriya, năm lực pala bảy giác chi boshanga bát chánh đạo makanga năm loại chánh kiến gồm kama sakata damadithi chánh kiến về nghiệp tức tinh nghiệp và quả của nghiệp đây là chánh kiến theo cách thông thường đó là tin rằng gieo nhân nào gặt quả nấy. Tuy nhiên, thực sự người Phật tử chân chánh còn tin vào những lý tưởng cao hơn nghiệp rất nhiều. Vipassana Samadhi Chánh kiến minh sát là chánh kiến có được nhờ hành thiền trên các uẩn và thấy rằng chúng không là gì ngoài sự sanh và diệt. Makka Samadhi Chánh kiến thánh đạo là chánh kiến có được nhờ sự chứng đắc thánh đạo phala samaditi chánh kiến thánh quả là chánh kiến có được nhờ đắc thánh quả pacha vekhana samaditi chánh kiến phản kháng là chánh kiến có được nhờ sự phản kháng tức sau khi đắc đạo quả vị này nhìn lại những phiền não đã được diệt và những phiền não chưa được diệt ba loại hành three sankhara gồm Kaya Sankara thân hành Vachi Sankara khẩu hành Chitta Sankara ý hành Ba loại hành khác Punya Phi Sankara phúc hành Apunya Phi Sankara phi phúc hành Ane Cha -ja Phi Sankara bất đồng hành Bốn loại hành theo thanh tịnh đạo Sankha ta Sankhara hữu vi hành Quy luật nhân quả như đã được giải thích trong câu chư hành vô thường Afi Sankhata Sankhara dĩ vi tác hành Tất cả danh và sắc hiện hữu trong tam giới như kết quả của nghiệp lực Afi Sankharanaka Sankhara hành tác hành 29 tư tâm sở thiện và bất thiện phát sanh trong tam giới. PAYO GAFI SANKHARA Cần thắng hành, tinh tấn và nghị lực của thân và tâm. Bốn thuộc tính của bậc nhập lưu SAPURIYA SAMVESA Thân cận bậc thánh nhân DAMA SAVANA Nghe diệu pháp Yoniso Manasikara như lý tác ý. Dhamma nu Dhamma Patipati tùy pháp hành thực hành theo bát thánh đạo để chứng đắc giải thoát. Thân kiến Sakaya Ditthi thường kiến Sasata Ditthi đoạn kiến Uccheda Ditthi phiền não luân Kilesa vatta gồm ba chi avicha tức vô minh hay không hiểu biết về tứ thánh đế tanha tham ái upadana chấp thủ nghiệp luân kamavata sankhara hành tức những hoạt động của thân khẩu và ý kamapava nghiệp hữu tức những hoạt động của thân khẩu ý đưa đến tái sanh quả luân vipaka vata gồm vinyana thức namarupa danh và sắc salayatana lục nhập phasa xúc vedana thọ chati sanh upapati phava sanh hữu tức sự tái sanh trong chính cõi hữu gồm dục hữu sắc hữu vô sắc hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng hữu, nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu, ngũ uẩn hữu. Yoniso Manasikara như lý tác ý. Ayoniso Manasikara phi như lý tác ý. Yatha phụ Tanyana như thực trí hay như kỳ bổn nhiên trí tức trí có được do thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Nhật tạ parinya trí biến tri, tức trí có được do nghe pháp. Tirana parinya độ đạt tri, tức trí có được nhờ hành thiền trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc. Pakhana parinya đoạn biến tri, là trí có được nhờ bứng gốc các phiền não tùy miên kiết sử theo các giai đoạn giác ngộ đã thành tựu. Kusala Kama thiện nghiệp, Akusala Kama bất thiện nghiệp, Kaya Kama thân nghiệp, Vachi Kama khẩu nghiệp, Mano Kama ý nghiệp, Lofa tham, Dosa sân, Moha si, Mana